thấy giống như là vô địa đạo vậy kìa. Đi đi anh, trời, không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được trải nghiệm vậy đâu nha. Tiếp Vinh à? Dạ. Em nói là dẫn anh tới thăm cái nhà có hoàn cảnh khó khăn mà nãy giờ anh đi thấy toàn là cỏ không à? Dạ, thật ra thì anh Hùng biết không, cái khu vực này mặc dù là nhìn thì hoang sơ rồi cỏ nhiều như vậy á, nhưng mà cũng có nhiều bà con mình đến đây để tìm kế sinh nhai lắm á. Ồ, ở đây thấy cỏ không, người ta làm, người ta sống bằng gì? Người ta có thể đào cái cây cỏ tranh rồi mang đi bán lại. Thì mặc dù là cũng không có tìm được nhiều tiền đâu, nhưng mà cũng là đắp đổi qua ngày được. Thì ngày hôm nay giống như là Vinh đã hứa với anh Hùng là sẽ đưa anh đến gặp một hoàn cảnh khó khăn. Thì nhân vật của chúng ta tên là cô Đặng Thị Nhàn. Thì cô sống bằng nghề đào cỏ tranh này. Mà anh Hùng biết không, một mình cô hơn 10 năm ròng rã nuôi hai đứa con, có thể ăn học rồi nên người, mà trong cơ thể cô thì lại mang một căn bệnh tim. Thì phải nói là đó là một cái sự nỗ lực rất là lớn của một người phụ nữ. Thì Vinh nghĩ câu chuyện này chắc chắn sẽ làm cảm động rất là nhiều người xem. Nhưng thì mà anh thắc mắc một chút là cái người chồng, người cha của cô và mấy đứa nhỏ ở đâu rồi? Chú bỏ đi lâu lắm rồi. Thì một mình cô là nuôi hai đứa từ đó tới giờ. Sao giống cái hoàn cảnh trong bài hát mà Hùng đã thể hiện, bài hát Vắng Cha có vậy? Không biết anh Hùng có thể nhắc lại một đoạn trong bài hát đó được không? Cha yêu hỡi giờ nơi chốn nào, để mẹ yêu lẻ loi suốt bao tháng ngày, bao giông tố nhọc nhằn xót xa vây quanh mẹ yêu. Cha yêu hỡi giờ cha đã xa, để con thơ bơ vơ khát khao mong chờ, con vẫn muốn được có cha bên đời con. Công nhận là câu hát đó đúng với cái hoàn cảnh mà chúng ta sắp gặp ghê luôn á anh Hùng. Hy vọng là chúng ta sẽ tới kịp lúc và để chia sẻ những cái khó khăn, cô cũng sẽ có thêm một cái niềm tin mới. Dạ. Qua chương trình Chắp Cánh Ước Mơ. Còn bây giờ thì anh rất là muốn chúng mình, dạ, sẽ đi gặp cô. Vậy thì đi liền đi. Okay. Dạ. Màn sương sớm mang theo cái lạnh của những ngày cuối năm làm cho sự tất bật của những người dân lao động nghèo ở khu chợ Cái Đôi, thành phố Vĩnh Long càng thêm lam lũ. Và dọc trên con đường nhỏ lối vào chợ này có một người phụ nữ vẫn tảo tần mưa nắng hơn 10 năm qua với cái nghề bưng rễ tranh đi bán để chắc chiêu từng đồng nuôi con ăn học bất chấp bệnh tật đeo mang. Bà tên Đặng Thị Nhàn, ngụ ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Bước sang cái tuổi ngoài 50, đời bà cũng trải qua gần ấy năm sống trong lao nhọc. Khi từ thuở ấu thơ, bà đã phải sớm bươn chải mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Trải qua chặng đường tuổi thơ đầy nhọc nhằn, cuộc sống của người phụ nữ này lại được tiếp nối bằng những chuỗi ngày gian nan khi hôn nhân không trọn vẹn. Chồng bỏ ra đi khi hai đứa con vẫn còn thơ dại. Lầm lũi nơi góc phố, cuối chợ, bà cặm cụi chăm chút cho từng mớ rễ tranh, từng lọn mía mưu sinh. Nhưng ít ai biết được rằng bà đã phải nén chịu biết bao cay đắng tủi cực khi trải qua một chặng đường đời đầy lận đận gian nan. Ngôi nhà nhỏ cất tạm trên mé mương của một người bà con là tất cả tổ ấm yêu thương mà bà Nhàn có được cho riêng mình kể từ ngày chồng bỏ ra đi. Chỗ ở cũ thì đến hạn phải giải tỏa, nhưng với diện tích chỉ vỏn vẹn chừng 15 mét vuông, căn nhà sàn yếu ớt chông chênh vì cột kẹo thưa thớt cũ mục. Vách nhà được chắp nối bởi những vật liệu cũ kỹ, những mảnh thùng cát tông, những tấm phên bằng tre ghép lại. Vậy mà ngót nghét đã 10 năm trôi qua, bà Nhàn và các con đã vượt qua được tất cả gian nan, trụ lại quê nhà và tiếp tục nuôi dưỡng bao ước mơ vẫn còn dang dở. Người mẹ nghèo quen với cảnh gian nắng dầm sương, sáng sớm tinh mơ, bà đã lặn lội bưng từng mớ rễ tranh đem ra chợ bán. Chợ chưa kịp tan, bà lại vội vã về nhà chăm chỉ với công việc đang lục bình thuê kiếm thêm thu nhập. Từng chiếc giỏ được hoàn thành, mang theo đó biết bao niềm tin, sự kỳ vọng của người mẹ cho con đường tương lai các con được rộng mở hơn. Nỗi nhọc nhằn in hằn trên gương mặt, khóe mắt, cả những cơn mệt bất thường vì căn bệnh hở van tim hai lá cứ len lỏi từng ngày.
Nhưng hình ảnh các con mãi là động lực khiến bà vượt qua mọi gian nan. Trời ngã bóng, bà lại lặn lội đi tìm rễ tranh chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Lặng lẽ giữa những hàng lau sậy cỏ quan, bà nhàn cặm cụi cuốc từng thớ đất để nhặt tìm từng khúc rễ tranh. Ít ai biết được rằng món quà quê dân dã vẫn thường có mặt nơi buổi chợ sớm lại được đổi bằng biết bao giọt mồ hôi nhọc nhằn của người bán. Nhưng có lẽ với bà nhàn, bất chấp mọi gian khó, công việc này với bà giờ đã là kế mưu sinh, là cách để bà cho các con được viết tiếp ước mơ tương lai. Để rồi đời bà bao nhiêu năm qua cứ nhọc nhằn trôi qua dưới những cơn mưa nắng của đời nghèo vì tương lai con trẻ. Như loài cỏ dại, mênh mông nơi bãi vắng, vẫn cố chắc chiêu vị ngọt cho đời. Trời, còn mấy cuốc có mấy cái mà con đã mệt rồi. Cô một ngày có cuốc 3-4 ký, này thì sức khỏe nào cho chịu nổi. Cô thấy gắng làm, có khi cô mệt chứ cô nghỉ. Có lúc cô bị về cô bệnh đó, cái đâu có đi nổi, cái bà chị sớm chị bà đó cho tiền cho đi chích thuốc. Dạ, mà cô còn bệnh tình trong người như vậy nữa mà ngày nào cô cũng phải làm như vậy. Con thấy lo cho sức khỏe của cô quá. Cô ơi, nhưng mà ví dụ như 3-4 ký đó là một ngày cô bán được nhiêu tiền? Cô bó một lọn chỉ có 2.000 hả? Rồi ký lô thì như mình để về thì được 15.000 ký. Còn nếu như mà mình bó lọn thì một bó cũng hơi bự bự rồi có 2.000. Thu nhập một ngày thì chưa đến 100.000. Như vậy làm sao mà có thể quán xuyến gia đình rồi lo cái việc học hành cho mấy em nữa. Con cũng khâm phục cô thiệt đó. Thôi bây giờ mình nghỉ tay chút, mình kiếm chỗ nào mát mát, mình ngồi mình trò chuyện với nhau cô ha. Cô con thấy cái công việc mà đi đào rễ tranh của cô á cực quá trời. Sao cô không kiếm việc nào nó nhẹ nhàng, nó phù hợp với sức khỏe của cô hơn? Tại vì từ nhỏ lớn lên á, cô sống với mẹ, cô chỉ biết đi bán thôi, chứ không có biết nghề gì hết. Dạ. Rồi cô đi bán riết tới ngày cô bệnh, cô nghỉ cái rồi mất cái chỗ bán rồi, thành ra cô không biết làm gì sống. Cô đi bán rau đúng không? Bán rau. Bán rau ở ngoài chợ. Nhưng mà làm sao mà mình lại bị mất cái chỗ bán vậy cô? Tại vì cô bệnh á, người dời vô trong đường hẻm nhỏ nó bán ế lắm, rồi cô càng bệnh nhiều đi. Yeah. Bệnh nhiều cái ở nhà nặng trị bệnh. Còn đi bán thì cực lắm, khuya 2 giờ là phải thức dậy để đi mua đồ. Rồi bán ví dụ như đắt thì được 12 giờ trưa về sớm, còn nếu như mà ế thì 1-2 giờ chiều, thành ra sức khỏe không có. Yeah. Cái khi mà đi lên trên thành phố khám bệnh mới biết được là hở quanh tim hai lá đó. Rồi bác sĩ mới khuyên bây giờ giảm mần ít lợi, chứ còn nếu không thì càng ngày càng nặng, chứ cô ở nhà cô phải đi lạnh cái vỏ rồi cô đưa. Thì từ lúc mà cô phát hiện tới bây giờ đó là cô có điều trị rồi theo dõi thường xuyên không? Thời gian trước cô đi bán cô có tiền, cô đi khám tốt ở trên thành phố. Rồi mất cái chỗ bán rồi cô nghĩ luôn là không có tiền để đi lên chẩn khám nữa. Có khi nào mà cô cảm thấy rằng là cái công việc nó quá mệt mỏi, nó quá sức rồi mình không có đủ tiền để trang trải cho cái chuyện ăn học của các em không cô? Có. Có, nhưng mà lúc đó đâu có dám mượn tiền ai. Cô không có đồ ăn. Yeah. Cái đó quả mình nghĩ trang mà nó lụm cái đồ mình ta cúng. Yeah. Qua cô lụm mấy cái đó về cô kho lại cho nó ăn. Yeah. Mà mấy em có biết là cô? Không, cô giấu. À. Nói vậy thì nó biết mà nó không chịu ăn. Từ khi cá người ta bỏ mà nhỏ nhỏ đó, người ta đi làm lờ lật lợp này nè, cái người ta bắt cá lớn hết rồi chừa cá nhỏ nhỏ người ta bỏ đi, cái đợi người ta đi về rồi lụm mấy con cá đó kho lại cho con ăn. Yeah. Cái chuyện tiền học phí cũng đã là khó khăn rồi, còn ăn uống như vậy thì làm sao đủ sức khỏe? Con hỏi vậy cái cô nhớ là cái thời đó cái cô khổ lắm, cái cô mua chỉ được có 200 gram khô thôi, cái cô chiên cái cô để nhà cho con mà được chỉ có 3 con, cái cô gót nước mắm vô trong chén hết, cái cô đi cuốc cái chanh mà phải đem cái chén nước mắm với miếng cơm, cô mới đi đạp xe tới với phường 8 cô cuốc. Mà cô cút tới chiều tối nó mới được, có đầy cái bao vừa vừa thôi. Cái cô chạy về tới cái đầu đường đó, cái nó nặng quá, sau lưng xe đạp nó mới té giữa lộ. Chút xíu nữa là xe chạy tới cán cô rồi đó. Rồi cô bán lúc đầu á, cô lùa bộ không. Có khi cô đi chợ phường 8, cô lùa bộ về đây. Ở khi thì qua bên ăn hủ, có khi lên cà tàu. Dạ. Yeah. Cô lùa bộ, cô về. Nếu như mình có một cái tiệm hay là một chỗ bán thì chắc là cũng đỡ vất vả cho cô. Yeah. Ha.
Cô cũng mừng lắm mà làm gì có được. Cô nghĩ lúc mà cô cầm được cái đồng tiền thì cái điều mà cô nghĩ đầu tiên chắc là mua đồ ăn cho con mình, đúng không cô? Trọn một đời lao nhọc mưu sinh, tần tảo nuôi con, tài sản quý giá nhất bà Nhàn còn có được cho riêng mình, đó chính là hai đứa con thơ ngoan ngoãn, biết hiếu thảo, vâng lời mẹ. Em Hồ Hoàng Duy là con trai lớn của bà Nhàn. Em vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, trường cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, em đã phải nỗ lực phấn đấu không ngừng. Có lúc hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Duy đã buộc phải nghỉ học để giúp mẹ lo chuyện cơm áo hàng ngày. Vậy mà bao khó khăn vẫn không dập tắt được ước mơ của cậu tròn nghèo. Thành quả đạt được hôm nay mang theo đó là bao giọt mồ hôi nhọc nhằn của mẹ, là sự nỗ lực hết mình để vượt qua nghịch cảnh của bản thân em. Nhưng khó khăn vẫn còn phía trước, Hoàng Duy hiểu được rằng mình phải phấn đấu nhiều hơn để bước qua gian nan, cả những khoảng trống nơi tâm hồn vì thiếu thốn tình thương của cha để đỡ đần mẹ sớm hôm. Còn với Hoàng Dung, tuổi thơ của em từ lâu đã thiếu vắng đi bàn tay cha che chở. Mỗi bữa họp phụ huynh ngày cuối năm, đối với đứa con gái nhỏ là bao nhiêu sự mặc cảm, tự ti. Dừng ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dung đang cố gắng vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi việc học đến cùng. Hàng ngày, ngoài việc đi hái rau bắt ốc phụ giúp mẹ lo chuyện cơm áo, thì Dung luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ để là nguồn an ủi cho mẹ vui lòng. Khoảng sân nhỏ trước nhà bao năm qua vẫn chật chội như cảnh sống thiếu thốn của cả gia đình. Nhưng dường như trong ánh mắt suy nghĩ của cô trò nhỏ lại thênh thang bao mơ ước tương lai. Tắm nước rồi đó mà con đi lên trên trên chứ coi chừng nó gãy, nó té xuống dưới sàn. Dưới là sông trên. Di ơi. Con ra mấy cô chú lắm chưa? Chào em. Chào hai đứa. Nãy giờ hai em làm gì dưới nhà? À, em nhà ngồi sửa nhà lại anh. À, vậy là bữa nay là người đàn ông trưởng thành rồi, là cũng biết phụ mẹ sửa nhà, cũng là trụ cột gia đình đây. Rồi em, cái công việc học hành của em như thế nào? Dạ, em mới ra trường năm nay, em đi làm. À, thì rồi cái thu nhập ổn không? Một tháng em được bao nhiêu? Dạ, tháng em được 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi? Dạ, em dành lại cho mẹ khoảng được 1 triệu. Coi như là cũng đã phần nào gánh vác bớt được cái nhọc nhằn của mẹ rồi, đúng không? Có chuyện mà mẹ em muốn giấu, nhưng mà thực sự thì anh nghĩ là cái điều này phải nói ra để em mới hiểu được cái tình cảm của mẹ em dành cho hai em như thế nào. Hả? Có những cái lúc khó khăn mẹ em đã vào nghĩa địa để xin những cái đồ cúng để về nấu nướng lại cho tụi em, mà không có dám nói, sợ là mấy em ngại, mấy em không quan. Rồi mẹ em kể đến đó là mẹ em nước mắt mẹ em chảy. Thì anh thấy thực sự là rất là thương. Rồi trải qua những giai đoạn khó khăn như vậy, em có suy nghĩ gì về mẹ mình, rồi có một cái lời nào chia sẻ dành cho mẹ không? Dạ, em thương mẹ em lắm. Lúc mà cha bỏ đi rồi gia đình gặp khó khăn rồi ra đường thì bạn bè nói mình không có cha này nọ, em chắc là không muốn học. Tới khi 12 rồi, tới khi lớp 10 em nghĩ lại em làm vậy mẹ sẽ buồn nhiều hơn. Mỗi hè tới là em cứ bước chân vô kiếm đủ thứ việc để mình làm, để có tiền để đóng tiền cho năm học mới. Và tới khi năm 12 ra trường em thấy không đủ lo nổi cái con đường đi tới đại học cao đẳng, nên em phải đành nghỉ ở nhà, nghỉ đúng năm để em kiếm việc làm, để em kiếm được mớ tiền để em qua năm sau em bước vô được cái ngành đại học nghề. Để nói là em đã có một cái suy nghĩ rất là đúng đắn. Bởi vì tuổi trẻ thì ai cũng vấp ngã, anh cũng đã từng vấp ngã, rồi cũng đã từng để cho những giọt nước mắt mẹ anh phải rơi xuống. Nhưng mà khi mà mình đã chọn một con đường đúng ấy, thì mẹ em cũng có thêm cái động lực.
chị nghĩ là đến giai đoạn này khi mà em đã có công việc ổn định và những cái suy nghĩ của em cũng đã thay đổi và chín chắn hơn rất là nhiều, thì chị nghĩ có lẽ cho đến giờ phút này đó là cái quả ngọt mà trong suốt bao nhiêu năm qua mình đã vun trồng được. Con nghĩ là ngày hôm nay khi mà cô nghe được những cái tâm sự của Duy thì cô cũng yên tâm hơn rất là nhiều rồi, đúng không cô? Cho chị hỏi Dung một chút nha, tại vì lúc nãy mẹ cũng có tâm sự là nhiều khi buồn hoặc là những cái lúc mà mẹ cảm thấy bế tắc thì thường là mẹ chỉ khóc một mình thôi và không có tâm sự được với ai hết, thì những cái lúc đó Dung có biết là mẹ khóc, mẹ buồn không? Dạ có khi em thấy mẹ khóc một mình. Người phụ nữ mà cầm cái cuốc ra ngoài đồng cuốc để cho kiếm đường đồng về nuôi em với anh hai, em cũng buồn em tuổi không. Thấy mẹ em thương mẹ lắm, em mới dám học để sau này em làm cái tiền em nuôi mẹ hơn cho mẹ đỡ cực. Mà chị cũng có nghe mẹ nói là em thì học rất là tốt, đúng không? Năm nay em học lớp mấy rồi? Dạ lớp 8. Lớp 8 rồi. Thì Dung nghĩ là trong tương lai em sẽ làm công việc gì? Dạ tương lai em sẽ làm bác sĩ. Tại vì trong người mẹ có bệnh tim. Em có là bác sĩ để gì chữa bệnh cho mẹ. Mà bây giờ hỏi cô chút xíu về căn nhà này đi. Dạ. Ngôi nhà của mình ở đây á là 10 năm rồi. Từ lúc đó tới giờ là có sửa sang gì lại không cô? Cô không có tiền sửa. Có một lần chị thứ ba cho được 400.000 rồi sửa một lần đó là tới giờ. Dạ. Cô, nhà mình ở gần kênh rạch như vậy, có khi nào mà mùa nước lũ lên bị ngập hay là có rắn hay rết bò vô nhà không cô? Có con. Có cái năm nhà nước chưa có đắp cái đập á, nó tràn lên ngập lên đây chừng khoảng một tấc. Rồi mình ở trên bùi giạc á, cái lúc nào nước xuống rồi mình phải chảy chỗ luôn. Có nghĩa là bây giờ thực sự thì cái điều kiện gia đình mình cũng chưa cho phép, nhưng mà nhìn cái ngôi nhà như vậy thì cũng đã đến lúc mà mình cần phải sửa sang lại hay là làm gì để thay đổi cái điều kiện sống này rồi. Thì cô có cái dự định gì đó cho gia đình mình không? Nhà nó gách hết rồi, cái chính quyền địa phương á, người ta thấy vậy người ta thương cô. Yeah. Vì lúc đầu người ta vô người ta đề nghị cô không có dám nhận vì cô không có tiền để mà cất nhà. Chính quyền địa phương á, cho cô cái lần lũ lụt ở dưới bên xã Trường An á, cô cũng mừng lắm nhưng mà cô không có tiền để mà cất đó. Rồi thành ra để thời gian kéo dài rồi chính quyền mới nói là nếu mà không cất sớm á, trong vòng 3 tháng thì chính quyền lấy lại cái nhà. Dạ. Đến đây là bao lâu rồi cô hả? Chỉ còn 2 tuần nữa là hết hạn. Bởi vậy cho nên là căn nhà này thì con nghĩ rằng là sớm muộn rồi thì mình cũng phải giải tỏa thôi, bởi vì nó không còn đủ cái độ an toàn để mà mình sinh sống nữa. Cho nên là chương trình Chắp Cánh Ước Mơ cũng hiểu được những cái ước mong của cô. Và đã đến đây để cùng chia sẻ với cô. Và hy vọng rằng là một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ thấy được một căn nhà khang trang dựng lên. Dạ. Bởi vì là ngày hôm nay chương trình đến đây thăm gia đình của mình, ngoài việc là chia sẻ những cái nỗi khó khăn vất vả của gia đình ra, thì có mang đến một món quà cho cô với lại hai em. Đó là một cái số tiền để mình có thể cất lại một ngôi nhà mới, mà cất trên cái nền đất mà cô đã được cấp. Thì rất là may kịp thời là đến cái thời điểm này là mình chưa có bị lấy lại cái nền đất đó, thì bây giờ mình có số tiền để mình có thể cất nhà rồi. Vậy là cả gia đình mình sẽ có một cái nơi ở yên ấm hơn. Bây giờ thì mời cả nhà của mình có thể ra phía trước nhà để mình nhận quà của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc chắp cánh cho những ước mơ của những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn kịp thời và đúng lúc có thể nói là niềm hạnh phúc khôn tả của chúng tôi, những người thực hiện chương trình. Và có lẽ không có nụ cười nào đẹp bằng nụ cười của hạnh phúc khi mà mai đây một ngôi nhà mới vững chắc hơn sẽ là nền tảng giúp cho hai em Dung và Duy có thể tiếp bước trên con đường tương lai. Và những khó nhọc trong suốt nửa đời người của cô Đặng Thị Nhàn cũng sẽ phần nào được vơi bớt đi. Và ngay sau đây, Tuyết Vinh xin được thay mặt chương trình Chắp Cánh Ước Mơ trao món quà 40 triệu đồng từ đơn vị tài trợ nhãn hàng Sơn Expo đến cho gia đình. Dạ, xin được gửi cho cô ạ. Và chúc cô và gia đình sẽ có một ngôi nhà mới thật là khang trang. Và cả gia đình của mình ngày hôm nay đã có một cái niềm vui rất là lớn và chúc mừng cho sự kiện này, thì xin một tràng pháo tay được không ạ? Dạ.
Tuyết Minh cũng xin được nhờ chính quyền địa phương là trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục hỗ trợ cho gia đình của cô Nhàn để có thể hoàn thành ngôi nhà được sớm nhất. Dạ, cảm ơn các cô chú, anh chị rất nhiều. Đoạn đường mới dẫn vào khu chung cư vượt lũ ngày hôm nay lại càng khiến chúng tôi nao nức hơn, bởi ngôi nhà của mẹ con bà Đặng Thị Nhàn đã được hoàn thành sau hơn một tháng khởi công xây dựng. Sự vui mừng hiện lên trên ánh mắt của từng thành viên trong gia đình, làm cho chúng tôi hiểu hơn rằng ngôi nhà mơ ước này đã thắp lên cho họ bao nhiêu hy vọng về một ngày mai tốt đẹp. Qua rồi những ngày bà Nhàn lo lắng sàn nhà sập đổ lúc nửa đêm, qua rồi những suy tư của Duy khi để mẹ và em gái ở nhà những ngày giông bão, và cũng qua rồi ngày mà Duy phải dùng chiếc giường cũ làm bàn học viết bài. Mai đây dẫu còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng tin rằng cả gia đình bà Nhàn sẽ có thêm niềm tin động lực để bước tiếp chặng đường đời, nuôi dưỡng ba ước mơ tương lai. Bà Nhàn có điều kiện chữa trị bệnh tình và các con bà có điều kiện học hành đến nơi đến chốn như chính mong mỏi của các em. Tôi xin thành thật cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long. Xin cảm ơn nhà tài trợ CFO đã giúp đỡ cho tôi được một căn nhà ước mơ. Xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương. Xin cảm ơn bà con lớp sớm đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chắp cánh ước mơ cho cuộc đời vươn xa. Quý vị khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình, liên hệ địa chỉ: bà Đặng Thị Nhàn, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hoặc chương trình Chắp cánh ước mơ, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Vượng, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 0706250555. Chắp cánh ước mơ cho cuộc đời vươn xa. Chắp cánh ước mơ làm ấm lại lòng ta. Một căn nhà xinh mang bao nghĩa tình. Một căn nhà xinh mang bao niềm mơ ước. Một căn nhà xinh thắp sáng niềm tin. Một căn nhà xinh